Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan bộ. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Theo đánh giá chung, trong năm qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện toàn diện các công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, các quy hoạch phát triển, công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, tính dân chủ đã được phát huy, các kiến nghị của cán bộ công chức đã được trao đổi thẳng thắn. Đồng thời, đoàn chủ tịch và đại diện các đơn vị có liên quan cũng đã phản hồi rõ ràng về những mặt chưa làm được và hứa tiếp thu rút kinh nghiệm. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của các tập thể, cán bộ và nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của toàn ngành, mỗi cá nhân cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong công tác, đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục khó khăn, phối hợp tốt hơn để hoàn thành nhiệm vụ chung.